Mình yêu người.
sau đây chúng ta sẽ trở lại tour 2 và xin hát một nửa từ trên xuống dưới. Góc tư này hát có góc tư là từ đầu bài tới cuối bài chấm dứt. Nghĩ chắc hát có góc tư à. Và không trở lại điệp khúc. Góc tư thôi.